Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 6 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính can chịu của mình thì những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 đã hạ gục rất nhiều những đối tượng, đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người khác phải ghen ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những quý vị gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng, họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà chúng ta phán đoán vẻ bề ngoài cũng như là bên trong của họ, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp có sự thành công và may mắn nhất trong năm 2022 nhâm dần. Và thưa quý vị, có phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 6 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Và sau đó xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà, họ sống rất ngay thẳng chân thật, rất ít khi vòng vèo sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ có nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác trong công việc và có trách nhiệm, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Tháng này sức khỏe của bản mệnh không có điều gì cần phải lo lắng và nếu đang yếu cũng chỉ cần qua loa, gặp thầy gặp thuốc là nhanh lành bệnh. Đường số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn mà không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp, nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của gia đình. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao phù hợp với độ tuổi, tránh suy nghĩ nhiều khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Đinh Hợi đều đang an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản tiền lớn vì anh em bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu được kết quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó đã kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy cả bị lừa lọc, lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp,
sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Hợi được cải thiện khá rõ rệt. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến nhờ những hợp thầy hợp thuốc. Tháng này thời tiết cũng bắt đầu vào hè, thời tiết cực đoan có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản mệnh. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động thể thao theo đúng độ tuổi, đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn thận hơn, chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến xương khớp sức khỏe thì các bác rất khó có thể hồi phục. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân, gia đạo êm ấm vô cùng. Nhìn chung gia đạo được an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làm xóm, bạn bè đều được hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng tâm lý của tuổi già nên sinh buồn tủi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh kịp thời, sẻ chia. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần thường xuyên quan tâm và hỏi han, có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn chia sẻ tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ngoài ra tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt sẽ gây nên khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức có nghĩa là ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phối long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại.
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, những luận giải trên đây là những luận giải của kênh Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những quý vị gia chủ sinh năm 1947 Đinh Hợi. Và qua đó thì quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì để có thể có được một tháng 6 âm lịch may mắn, bình an, xu cát, tỵ hung. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh rất vui khi mà quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, đồng thời cũng cho phép Diễm Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Chúc quý vị gia chủ an khang, mạnh khỏe và hạnh phúc.